Chào bạn nha. Tiếp tục quay lại thăm mẫu ong nha. Góc này bị lá che hết rồi, quay không được rõ ha. Mấy con không? Ghê ha. Nó đang nổi ẩu lên đây nè. Con chùa giả này rất là nguy hiểm các bạn. Con này mà nó đánh chích cho đốt của ai là rồi đó, mấy mũi là phải đi bệnh viện chứ chịu không nổi. Đây nó đang xây cái cạnh này, đang làm cho cạnh này bự ra. Những chú ong bò vẽ cân bẩn ha. Tối ngày làm gì? Xây nhà. Toàn thể quăng nữa nha các bạn, bị một số cái lá nó che lại, thấy không hết được ha. Qua cha ở đây cũng có ong bần nữa. Cái nào gió lắc cái rụng của ong xuống luôn. Chắc lần sau mình xuống đây nó sẽ nối khúc trên này xuống liền với khúc dưới luôn các bạn. Nó đang làm xuống nè. Kiến trúc sư thiết kế yêu cầu là phải nối từ trên này xuống ong đó, từ trên này xuống ngôi nhà chính luôn. Cho nên là con những ong này đang nối xuống. Đoàn sát của ông cũng rất là nguy hiểm các bạn. Tuy là mình không chọc nó nhưng mà mình quay nó, nó mà phát hiện ra mình có vấn đề là nó hốt mình luôn á.
Quá ổng. Đẹp không bạn? Nụ ong nó làm đẹp phải chứ? Hồn có khi nó bay ngang người mình hú hồn tụi ngông chứ khiếp quá. Toàn cảnh hoa nữa mà. Chọn thấy không? Đông trên cây ổi nằm sát bên mé bờ ao. Bình thường đó, các bạn nhìn ra nó đó. Đó thấy được không ha? Gì mới thấy được nó nè. Gì mới thấy được ổng nè. Gió đung đưa ổng luôn. Gió đúng đường không? Gió luôn. Rồi chào các bạn nha. Rồi, gặp lại lần sau mình về thăm mình quay tiếp coi nó lớn cỡ nào ha các bạn ha. Mỗi lần quay nó một lần lớn.